Chào mừng các bạn đến với kênh youtube Holic Audio. Nếu các bạn muốn kênh làm về bộ truyện hoặc sách nào vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé. Mời các bạn theo dõi câu chuyện. Thiếu niên bạch mã túy xuân phong, tác giả, chu mộc nam. Thể loại, võ hiệp, hệ liệt thiếu niên ca hành, chương 321, thiên lý cô hư. Hôm nay là ngày gì mà bằng hữu cứ nối tiếp nhau tới thế này. Bách lý đông quân đặt chén rượu lên bàn, say khướt gục xuống rèm che bị vén lên, nam tử trẻ tuổi cõng dương sách từ bên ngoài đi vào, có bằng hữu từ xa tới, vui tới quên trời đất, sao ngài lại say xưa. tư không trường phong cười nói, hắn ngủ thật rồi, không thể trả lời câu hỏi của ngươi được. Lần đầu tiên ta gặp hắn, hắn đang uống rượu, không ngờ nhiều năm sau gặp lại, vẫn thấy hắn uống rượu. Tả tuyên đặt dương sách xuống đất, trường phong huynh, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ người này nói luyên tuyên quá đi thôi, đúng là đáng ghét, sặc mùi hủ nho. Lý Hàn Y hừ lạnh nói, vị cô nương này thật quen mặt, là con gái của Lý Tâm Nguyệt tỷ tỷ phải không? Tả tuyên mỉm cười hiền lành, tính tình không được tốt như Lý tỷ tỷ. Người gọi sư đệ ta là huynh, lại gọi mẹ ta là tỷ tỷ. Sao nào, muốn chiếm lợi thế trước ta à? Đừng hòng, Lý Hàn Y trừng mắt với tả tuyên. Tả tuyên nhìn tư không trường phong một cái, Tư không trường phong bất đắc dĩ nhún vai, ta nghi ngờ sư phụ cố ý làm khó ta, cố tình thu nhận vị. Lý sư tỷ này trước rồi mới nhận ta. Lý Hàn Y lắc đầu, thế thì ngươi là ai? Ta thấy trên dương sách của ngươi cũng cắm một thanh kiếm, ngươi cũng là kiếm khách. Tư không trường phong lắc đầu, vị tà tuyên huynh đệ này là người đọc sách, trong lòng có ba ngàn quyền nhưng không giỏi võ nghệ. Không, tả tuyên rút thanh kiếm trên dương sách ra, không trường phong và Lý Hàn Y đều cảm nhận được một luồng kiếm ý minh mông lướt qua. Tả tuyên mỉm cười, ta đã kế thừa vị trí của Trần Nho Sư Thúc, bây giờ ta là viện giám mới sơn tiền thư viện. Cũng là một kiếm khách. Kiếm khách đâu có đủ, phải là kiếm tiên, Bách Lý Đông Quân đột nhiên đứng dậy, hét lớn một tiếng rồi ngửa đầu ngã thẳng xuống đất. Còn ta chỉ muốn làm một tiểu tiên. Mặt trăng lặn xuống, mặt trời lại lên. Năm mình đức thứ tám, ngày thứ hai, bốn bề đều có dấu hiệu bất ổn. Ở phía Bắc, chủ quốc tướng quân, lôi mộng sát chặn đường Bắc Man. Ở phía Nam, lang gia vương tiêu nhược phong chống trọi lại Nam Quyết. Phía Tây, thế tử chấn Tây Hầu Bách Lý thành phong chấn áp bạo dân. Còn ở Tây Bắc, ngàn vạn giáo chúng ma giáo như mây đen che phủ mặt trời, tập kết xuôi đông. Đây không phải một trận tập kích nữa mà là toàn bộ đông trinh. Đến đúng lúc lắm, tả kiếm tiên, Tư không trường phong nhìn đệ tử ma giáo minh mông cuồn cuộn, tình cảnh lớn như vậy, ta ở đây đã lâu mà mới thấy lần đầu. Tả tuyên lạnh nhạt, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Tư không trường phong nghi hoặc, ta ít đọc sách, nói câu này là có ý gì. Tả tuyên vút trường kiếm, búng nhẹ, phát ra một tiếng, keng, là muốn giết người. Phía trước nhất trong đại quân ma giáo, có một bóng đen lao về phía bọn họ, sau lưng bóng đen là bốn người mặc áo kim, thanh thế kinh người, như sấm động giữa bầu trời. Bốn người này định trực tiếp phá vây, tư không trường phong cao mày nói. Là Diệp Đỉnh Chi, Lý Hàn Y vọt ra, rút kiếm hét lớn. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Đỉnh Chi đã lao tới trước mặt ba người bọn họ. Trong căn liều vải, Bách Lý Đông Quân vừa tỉnh cơn say, sờ lên đầu, cao mày nói, hắn đến rồi. Tả tuyên đâm ra một kiếm, tư không trường phong đâm ra một thương, Lý Hàn Y cũng xuất kiếm. Vạn Quyền Thư, Ông Nguyệt Thương, Thiết Mã Băng Hà Trong mấy năm sau đó, những vũ khí này luôn xuất hiện trong bách binh bảng của võ bảng, giờ lại đồng thời ra tay Từng có một lần, cũng chỉ có một lần Có thể nói là đòn hợp kích tuyệt thế Nhưng vẫn không ngăn được bóng đen kia phá vây Vì bóng đen kia đã đợi quá nhiều năm, đợi ngày Đông Trinh, tới thẳng Bắc Ly, đến Hoàng Thành, đón thê tử của mình về Hư Niệm công tầng thứ 9 trực tiếp vận tới cảnh giới tối cao. Tả tuyên và tư không trường phong, Lý Hàn Y đều lùi lại một bước. Mạnh đến vậy à, tả tuyên sừng sốt. Diệp Đình Chi dẫn theo bốn người áo kim lướt qua núi, bách Lý Đông Quân đi ra khỏi liều vải, nhìn theo hướng Diệp Đình Chi vừa rời khỏi, hạ giọng nói hắn đang tụ thế. Đi thẳng về đông, khi tới hoàng thành thì khí thế của hư niệm công cũng lên tới đỉnh phong, hắn định giết minh đức đế. Nguyệt sao chậm rãi nói, lần này hắn đã quyết tâm. Ta đi cản hắn, Bách Lý Đông Quân rào bước nhảy tới. Nhưng không biết từ lúc nào trong núi lại nổi lên mây mù nồng nặc, Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Sao truy đuổi trong sương mù một lát nhưng không thấy bóng dáng Diệp Đỉnh Chi, lại tung người mấy cái, bỗng thấy bọn tư không trường phong và tạt tuyên. Sao lại trở lại chỗ cũ rồi? Bách Lý Đông Quân nghi hoặc. Tư không trường phong lắc đầu nói, sương mù này không bình thường. Là cô hư trận, Tả tuyên chậm rãi nói, bối cô kích hư, một người có thể địch vạn người. Cô giả, là hình tượng cao hơn độc tôn, hư giả là hình tượng thấp hèn yếu ớt. Cô hư giả là bí đạo chiến thắng của binh gia. Nói tiếng người đi, tư không trường phong trầm giọng nói. Là một loại trận pháp trong kỳ môn độn giáp, bây giờ đã thất truyền. Người cuối cùng biết trận pháp này là tộc gia cắt đã mai danh ẩn tích nhiều năm. Nhưng cô hư trận là đại trận binh gia, có khí thức binh gia, còn trận này cực kỳ quỷ dị, coi như cô hư quỷ trận, theo hướng thiên lệch, không phải chính đạo mà là tà đạo. Trong thiên ngoại thiên từng có một tôn sứ là người Gia Cát Gia, chắc hiện giờ trong ma giáo cũng có người trong tộc Gia Cát. Bách Lý Đông Quân trầm giọng nói, ta từng giao chiến với người đó hai lần, lần nào cũng cực kỳ nguy hiểm. Người vào trận sẽ như thế nào? Tư không trường phong hỏi. Thấy mà như không thấy, sát cơ bốn bề, Bách Lý Đông Quân đột nhiên xoay người, nhìn bóng quỷ hư hư ảo ảo trước mặt. Cẩn thận, Diệp Tiểu Phàm giơ kiếm chém bóng quỷ đó một cái, nhưng như đánh vào hư không, thân thể lảo đảo một cái. Thấy chứ, thấy mà như không thấy. Bách Lý Đông Quân đi về phía trước, nhìn một bóng quỷ hư hư ảo ảo lại xuất hiện. Diệp Tiểu Phàm sửng sốt, ban ngày ban mặt mà thấy quỷ. Thấy mà như không thấy, nhưng có đôi khi thấy lại là thật. Bách Lý Đông Quân dơ trường đánh ra, chỉ nghe bục một tiếng, bóng quỷ kia hóa thành một người áo đen chân thực, bị trường lực của Bách Lý Đông Quân đánh bay ra ngoài. Sương mù càng ngày càng đậm, từ không trường phong thì thào, trên mang sơn có nhân sĩ võ lâm đến từ các phái trong Bắc Ly. Trong bọn họ, không phải ai cũng biết trận pháp cô hư này. Diệp Tiểu Phàm Thu Kiếm nói, ta lập tức tới thông báo cho các đại môn phái. Có cách nào phá được trận pháp này không? Lý Hàn Y nói theo, chúng ta chia hai đường thôi. Tả tuyên cười nói, cô hư quỷ trận, ngăn cách thế giới ban ngày, hóa thành một thiên địa quỷ dị riêng biệt. Thấy mà như không thấy, nhưng nghe thì vẫn nghe được, bảo bọn họ nghe gió. Khi bên cạnh vang lên tiếng gió rít chính là lúc kẻ địch xuất hiện. Tả tuyên vung kiếm đánh văng người áo đen nấp trong bóng quỷ trước mặt. Phải làm sao mới phá được trận pháp này? Tư không trường phong lại hỏi. Tìm trận nhãn, tả tuyên đáp. mươi 322, trường thương phá trận trên núi hoang kéo dài trăm dặm, Thiên quỷ giả hành. Lý Hàn Y cầm kiếm lao đi, nhắc nhở các đại môn phái dọc đường phải cẩn thận trận cô hư quỷ dị này, nhưng sương mù đã càng lúc càng đậm, dọc con đường mà cô đi qua đã có không ít môn phái bị tập kích, thương vong nặng nề. Nhất định phải phá trận mới được, cô lo lắng nói. Dưới chân núi, 10 vị trưởng lão ma giáo ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Những đệ tử ma giáo khác cuồn cuộn lao vào cô hư trận sau đó thân hình hóa thành ảo ảnh, dung nhập vào đại trận. Đây là trận cô hư à? Nghe nói vẫn chưa phải trận cô hư chân chính của Gia Cát Gia mà đã huyền diệu đến vậy rồi ư. Nam tử trẻ tuổi tóc trắng đi tới bên cạnh mấy trường lão, nói đầy ẩn ý. Một trường lão trong đó nhắm hai mắt, giọng nói lạnh lẽo cô hư trận của Gia Cát Gia chỉ dựa theo thiên đảo, còn cô hư trận của chúng ta lại là đánh cắp thiên đảo, còn mạnh hơn trận pháp tăng cường thực lực của đám Gia Cát Gia ấy nhiều rốt cuộc vẫn chỉ là quỷ đảo tử y hầu hư lạnh một tiếng hai người các ngươi còn ở đây làm gì còn không vào trận trưởng lão kia hạ giọng quát ta là một kiếm khách bạch phát tiên cầm ngọc kiếm chắp tay sau lưng ta đánh với kẻ khác chỉ dựa vào kiếm trong tay ta không dùng thứ gì khác thế thì e là lần này ngươi không có cơ hội rồi trưởng lão kia cười lạnh tất cả mọi người trong vùng núi hoang ngàn dặm xung quanh đây đều sẽ chết trong trận pháp này nếu ngươi gặp một số người trong ngọn núi này, vậy ngươi sẽ biết, bọn họ không phải loại người sẽ chết trong thứ ảo thuật này. Bạch Phát Tiên nhảy tới bên xe ngựa, lấy ra một bình rượu, "Tử Y, tới đây uống rượu, lát nữa còn lên núi." Tử Y hầu nhún vai, "Không uống, tử khí đông lai công của ta đang tụ thế, uống rượu sẽ phá công." "Thế thì ta phải uống nhiều một chút, mỹ kiếm của ta càng say càng đẹp." Bạch Phát Tiên cầm bình rượu lên, ngửa đầu uống một ngụm. Trên đỉnh núi, tả tuyên phất ống tay áo xua tan sương mù dày đặc trước mặt, hắn ngồi xổm xuống nhìn dưới núi, xem ra nhân số tộc gia cắt này cũng không ít, có tới 10 người bày trận. Chắc đã chuẩn bị từ mấy tháng trước nên mới bố trí được cô hư quỷ trận rộng lớn như vậy. Bách Lý Đông Quân cũng cúi đầu nhìn xuống, sao rồi, xuống dưới đánh bại bọn chúng có phá được trận không? Không thể xuống, tả tuyên mỉm cười, đừng tưởng bây giờ chúng ta chỉ tung người nhảy xuống là đến trước mặt bọn họ, nhưng có lẽ bọn chúng ở cách xa hơn trăm dặm. Thế thì có cách nào không? Bách Lý Đông Quân thở dài, chẳng lẽ phải giết sạch đám giáo chúng ma giáo đang nấp trong trận pháp này? Vừa rồi ta đã nói rồi mà, cần tìm trận nhãn. Những người bày trận này không phải trận nhãn, cái gọi là trận nhãn tất nhiên phải ở trong trận. Nói cách khác, trận nhãn ở ngay trên núi. Tả tuyên rút thanh kiếm khỏi dương sách, cắm xuống đất, ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại, đặt lên môi nhẹ nhàng nói phá chỉ thấy trên trường kiếm có một luồng kiếm khí lướt tới xuyên qua làn xương dày đặc tạo thành một con đường nho nhỏ tư không trường phong cầm trường thương xoay người có phải đi thẳng theo lối này là tới chỗ trận nhãn không đúng vậy tả tuyên gật nhẹ đầu cô hư trận này vốn là thuật binh gia có thể mượn khí vận từ nơi sâu xa dẫn tới người dựa vào đó để vượt trên đối thủ nhưng cô hư trận mà ma giáo bố trí lại quá quỷ dị Rõ ràng đã đi theo quỷ đảo. Đã là quỷ đảo, chắc chắn chủ âm, trận pháp lớn như vậy, đương nhiên trận nhãn phải là nơi cực âm trong núi này. Phía tây bắc núi này có một nghĩa địa kéo dài bát ngát, trong nghĩa địa đó chôn cất đại quân sĩ hoàng của triều đại Huyền ngày trước, lên tới 6 vạn người, hồn phách cũng khó về quê cũng. Theo thời gian trôi qua, oán khí không những không tiêu tán mà ngược lại càng ngày càng tụ tập, đương nhiên chính là vị trí cực âm. Không phải hôm nay là ngày đầu tiên ngươi tới đây à? Tư Không Trường Phong sửng sốt, nhưng ta đọc sách sử cũng xem bản đồ của nơi này. Tả Tuyên giọng điệu bình thản, không cần đi qua, ta cũng biết. Tư Không Trường Phong vác Trường Thương lên vai, được, kiếm khí của ngươi sẽ mở đường cho ta. Hết sức vinh hạnh, Tả Tuyên gật đầu. Là thanh kiếm tốt, tên kiếm là gì? Tư Không Trường Phong lại hỏi. Nhân gian đạo lý Vạn Quyền Thư, kiếm của ta tên là Vạn Quyền Thư. Tả Tuyên trả lời có bảo kiếm mở được, sẽ chiến thắng quay về. Tư không trường phong cất cao giọng nói. Bách Lý Đông Quân vội vàng đi lên trước, ta đi với. Người đi thì không có ai hộ trận giúp tạ tuyên, hắn sẽ chết ở đây. Tư không trường phong vỗ vai Bách Lý Đông Quân, ở lại đây, đợi ta phá trận xong thì ngươi trực tiếp đi thẳng về phía đông. Diệp Đình Chi đã chạy tới Thiên Khải Thành, người duy nhất ngăn được hắn ở Thiên Khải Thành, chỉ có ngươi. Bách Lý Đông Quân do dự một chút, nhưng một mình ngươi. Yên tâm đi, năm xưa hành tàu giang hồ, trước khi gặp được ngươi, ta luôn một mình. Từ không trường phong mỉm cười, cầm trường thương đi thẳng tới. Bắc ly thích kiếm, nam quyết ưa đao, thế gian vốn hiếm người dùng thương. Nhưng thế nhân đã quên, thương là vua của trăm loại binh khí. Tả tuyên gõ nhẹ tay lên vạn quyền thư, mà quỷ trên thế gian này, sợ nhất chính là thương. Tư không trường phong men theo luồng kiếm khí từ vạn quyền thư chạy thẳng về phía trước. Nhưng tư không trường phong càng chạy xa thì kiếm khí cũng càng yếu, con đường cũng càng ngày càng hẹp, mãi tới khi tư không trường phong cắm trường thương xuống đứng lại, trước mặt hắn là một con suối tối đen. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong làn sương mù dày đặc là hàng loạt mộ phần lớn lớn nhỏ nhỏ so le san sát, kéo dài tới vài chục dặm, cái này nối tiếp cái kia, không nhìn thấy điểm cuối. Trên mộ phần là cỏ dại rậm rạp, cảnh tượng hết sức đáng sợ. Cho dù tư không trường phong lưu lạc giang hồ đã nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy cảnh tượng mộ phần san sát nhau như vậy, không nhịn được cảm thán, đến đây bao lâu rồi mà chỉ cảm thấy ngọn núi này cực kỳ lạnh lẽo, không ngờ ở đây lại có nhiều mộ phần như vậy. Nghĩ tới chuyện mấy tháng qua luôn ngủ cảnh nghĩa địa như vậy, đúng là đáng sợ. Triều đại thay đổi, chắc chắn sẽ có đổ máu, sẽ chết rất nhiều người. Có điều, Tuy thay đổi triều đại là đại sự liên quan tới ngàn vạn người trên thế gian, nhưng đối với những binh sĩ này, nếu đã chết thì chuyện này cũng không liên quan gì tới họ nữa. Tại Hà Tư không trường phong vốn là một lãng khách trên thế gian, lang bạt tới nơi này, gặp các vị anh hùng, không mang hương. Tư không trường phong cắm trường thương xuống đất, xin dùng thành trường thương này làm hương, kính viếng chư vị anh linh. Thế là tư không trường phong đợi hết thời gian một nén hương. Sau một nén hương, từ không trường phong thở dài một tiếng, vừa rồi quên không hỏi thư sinh chết tiệt kia, tìm được trận nhãn rồi thì phải làm gì. Sương mù mờ mịt, mộ phần san sát. Đừng nói là ta phải đào những mộ phần này lên đấy nhé. chương 323, cô hồn giã quỷ. Hỏng rồi, tả tuyên đột nhiên ngẩng đầu lên, kêu lên một tiếng. Sao vậy, Bách Lý Đông Quân hỏi. Ta mới hướng dẫn Tư không trường phong đi đâu chứ không nói với hắn đến đó rồi cần làm gì. Tả tuyên gãi đầu một cái. Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu thì. Trận nhãn là nghĩa địa dài trăm dặm nhưng không cần phải đào từng mộ phần một. Tả tuyên lau mồ hôi trên chán. Bách Lý Đông Quân cười khổ, người nói nghĩa địa trăm dặm trăm dặm Bách Lý ta còn tưởng là thân thích của mình cơ. Bây giờ không phải lúc nói đùa, tả tuyên lại lau mồ hôi trên chán, trong trận nhãn tuy âm khí rất nặng, nhưng nếu muốn lợi dụng những âm khí này, ngoài đám người bên ngoài, chắc chắn đã có người lặng lẽ lèn vào trong núi. Tư không trường phong vào trong mắt trận, nhất định phải tìm ra kẻ đó. Thế chúng ta có đi qua luôn không? Bách Lý Đông Quân hỏi. Không kịp, tả tuyên thở dài nói, bây giờ chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào tư không trường phong. Tư không trường phong ngồi xếp bằng xuống, đặt trường thương bên cạnh, nói đầy ẩn ý, đột nhiên hơi nhớ tân Bách Thảo. Tuy gã lang trung tôi ấy luôn muốn ép ta làm đồ đệ của hắn, còn thường xuyên bắt ta lên núi hái thuốc, nhưng hắn đã cứu mạng ta, còn dạy ta rất nhiều thứ. Ví dụ như cỏ này tên là cô hồn thảo, sinh trưởng ở mộ phần trong núi hoang, tuy mọc từ mộ phận nhưng lại có hiệu quả trừ tà tránh ác. Chỉ cần đốt cháy nó, ma quỷ gì cũng bỏ chạy. Từ không trường phong lấy đá lửa đánh nhẹ, nhóm lửa đốt cô hồn thảo, tiếp đó vung lên. Làn xương trước mặt tan bớt. Trong suối nước ô tối, một người đứng dậy, toàn thân mặc đồ đen, trên áo đen là làn nước đen chảy xuống. Ai ra, quỷ nước, tư không trường phong nhíu mày, ta biết ngay mà, chắc chắn tả tuyên bảo ta tới đây không phải là đào mộ. Cả đời này ta thường xuyên lưu lạc giang hồ, chuyện thường làm nhất là đánh nhau. Tả tuyên đã bảo ta tới, chắc chắn là để đánh nhau. Đã đánh nhau, thế thì đương nhiên có người, hoặc có quỷ. Ngôi mộ lẻ loi bên cạnh đột nhiên nhúc nhích. Đừng làm trò, tư không trường phong nuốt nước miếng một cái một cánh tay vạch đất nhô lên, từ trong mộ phần chui ra ngoài. Đã có một con quỷ nước rồi, lại thêm một tên cương thi. Tư không trường phong ấn trường thương xuống. Một thân thể khổng lồ bò từ trong mộ phần lẻ loi đó ra, lẽ ra người trong mộ phần đã nằm mấy trăm năm, đã thành bộ xương khô từ lâu, nhưng thân thể đó vẫn cuồn cuộn bắp thịt, màu da xanh xám, ngược lại càng giống cương thi trong miệng tư không trường phong. Bao nhiêu lâu thế mà không thành xương khô à? Tư không trường phong nghi hoặc sau đó một cánh tay bằng xương trắng từ dưới đất nhô lên, nắm lấy mắt cá chân tư không trường phong. Nhắc cái là thấy, tư không trường phong đạp mạnh, đã văng bộ xương đó ra ngoài. Ha 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 ha, chẳng phải vừa rồi ngươi nói không có xương khô à. Một bộ xương khô từ dưới đất trèo lên, cười khanh khách với tư không trường phong. Bộ xương khô cười khanh khách là cảnh tượng ra sao? Trước đây tư không trường phong không tưởng tượng nổi, nhưng hôm nay đã tận mắt chứng kiến bộ xương khô đó toàn thân là màu đỏ lửa thân thể uốn éo như vòng eo mê người giọng nói cũng nhẹ nhàng đáng yêu khi còn sống chắc là một mỹ nhân cho nên người ta tới này quỷ nước cương thi diễm cốt tư không trường phong đứng dậy nắm lấy trường thương chắc các ngươi là phong trần tam hiệp mà mọi người vẫn đồn đại quỷ nước cương thi diễm cốt nhiều lời đều không đáp lại câu hỏi này tư không trường phong gãi đầu một cái trò đùa vớ vẩn khi hành tàu giang hồ ấy mà Đám quỷ quái các ngươi nghe không hiểu à. Phong Trần, khi còn sống người ta đúng là Phong Trần. Đáng tiếc, năm xưa thấy ngươi khi còn là thiếu niên, chắc chắn phải khoái hoạt một phen. Diễm cốt kia phát ra tiếng cười lốc cốc, nghe như hai khối xương va vào nhau, khiến người nghe rùng mình. Tuy đã được thấy Phong Trần tam hiệp, nhưng ta vẫn phải nói một câu, ta không tin quỷ. Từ không trường Phong Ngạo Nghệ nói, ta có một bộ thương pháp tên là Kinh Long Biến do sư phụ ta Lý Trường Sinh truyền thụ. Kinh lòng biến hóa, có thể giết thánh nhân, hôm nay ta không dùng. Ta còn có một chiêu thương pháp tên là phiên vân phúc vũ. Thương lên phiên vân, thương hạ phúc vũ, hôm nay ta cũng không dùng, ngoặc kép. Chiêu thương pháp nổi tiếng nhất của ta trong mấy năm nay tên là Bách Điều Kinh Minh, trường thương ngâm vang như trăm loài chim đi theo Phượng Hoàng. Hôm nay ta cũng không dùng. Thương pháp ta định sử dụng mới được sáng tạo gần đây mấy ngày nay quên không nói với bách lý đông quân bây giờ ta cũng thành thân mẫu thân của bách lý cũng biết tuy sau khi gia nhập tuyết nguyệt thành cứ luôn miệng nói là họ lạc dễ nghe hơn nên đổi tên ta cũng có một cô con gái con gái ta có cái tên rất dễ nghe tên là tư không thiên lạc mấy tháng nay ta rất nhớ nó cho nên ta sáng tạo ra một chiêu thương pháp mới tên là thiên lạc xem cho kỹ phong trần tam hiệp kia đột nhiên lao lên đánh về phía tư không trường phong Tư không trường phong đột nhiên nhắm hai mắt lại. Trong đầu hắn, xương khô hay cương thi đều hóa thành hư vô. Nghĩa địa trải dài trăm dặm vẫn là nghĩa địa trăm dặm, sương mù dày đặc, lạnh lẽo trông vắng. Không có cương thi, không có quỷ nước, không có diễm cốt. Chỉ có cỏ dại mọc thành bụi, gió thổi đều hưu. Nhưng trong cô hư trận, vốn không có gió. Ta nói nhiều lời như vậy, ngoài chuyện thật sự rất nhớ con gái ra, còn lại là để tìm ngươi, tư không trường phong dơ trường thương. Trong phương viên ba dặm sương mù tiêu tán. Trên mũi thương của tư không trường phong, cuồng phong gầm thét. Giữa mộ phần cô độc, một lão già mặc áo xám ngầm đầu, ánh mắt hung ác, ngươi chính là tư không trường phong. Rơi, tư không trường phong xuất thương đánh xuống. Lão giả áo xám cách xa hơn trăm bước nhưng vẫn bị thương này đánh cho còng cả lưng. Rơi, tư không trường phong lại xuất thương đánh xuống. Xoạt một tiếng, lão giả áo xám gãy một chân, ngã quỵ dưới đất. Rơi, tư không trường phong lại xuất thương đánh xuống. Rơi, 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 rơi. Tiếng hô vang lên dòng giá 999 lần, thương kình cũng giáng xuống dòng giá 999 lần. Lão giả áo xám kia thậm chí không chịu nổi chín thương đã ngừng thở. Nhưng 990 luồng thương kình còn lại đã phá tan toàn bộ khí tức lạnh lẽo âm trầm trong nghĩa địa trăm dặm này chư vị tướng sĩ, hôm nay tư không trường phong sẽ đưa các vị, hồn về quê cũ. Tư không trường phong đánh ra thương cuối cùng, rốt cuộc sương mù khắp núi cũng tiêu tán. Cô hư quỷ trận kéo dài mấy trăm dặm đã bị phá. Tư không trường phong dậm trường thương xuống đất, thân thể ngã ngửa ra, dựa vào một gốc đại thụ thờ hồn hình, chật vật quá rồi. Lát nữa về gặp Bách Lý Đông Quân và Tả Tuyên, nhất định phải nói mình chỉ dùng một thương đã phá vỡ cái cô hư trận bỏ đi này không thể nói mình dùng cả ngàn thương được. Tư không trường phong, giữa rừng núi vang lên tiếng hô, là giọng của Bách Lý Đông Quân. Vẫn còn sống đây, nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi, ngươi đừng làm ta thất vọng. Tư không trường phong dùng nốt chỗ sức lực cuối cùng để hô. Sẽ không phụ kỳ vọng, Bách Lý Đông Quân cất cao giọng nói. mươi 324, khí vận hoàng thành, thiên khải thành, khâm thiên giám. Sau đợt bế quan dài tới 7 ngày, quốc sư tề thiên trần ra khỏi quan tinh các nhìn về phía tây trầm giọng nói tiến cung hoàng đế bệ hạ không tuyên triệu một thiên sư bước tới nói phía tây có một luồng sát khí đang đi về đông nguy hiểm tới quốc vận của bắc ly nhất định phải vào cung tề thiên trần phẩy nhẹ phất trần điểm mũi chân không hề chờ đợi mà đến thẳng hoàng cung hoàng cung ngự thư phòng mình đức đế lật quyển sách trên tay chậm rãi nói cần tuyên đã có báo cáo quân sự hôm nay chưa? Vừa đưa từ ngoài cung vào, Diệp tướng quân cần tuyên mặc mãng bào màu tím cúi đầu nói. Đọc đi, Minh Đức Đế đặt quyển sách trong tay xuống. Những thành trì bị đại quân Nam Quyết chiếm đoạt đã được lang gia vương thu hồi, hiện tại tuy đại quân Nam Quyết chưa rút lui nhưng đã không phải chuyện lớn. Đầu tiên cần tuyên mở một tờ báo cáo màu vàng kim, bên trên vẽ một cái nanh sói nhỏ máu. Lần này Nam Quyết vốn định phô trương thanh thế, Nhược phong xuất quân, đánh lui Nam Quyết không thành vấn đề. Minh Đức Đế gật nhẹ đầu. Phản loạn ở phía Tây đã bị chấn áp, tuy có giặc có làm loạn nhưng không làm được gì lớn, coi như đã thắng. Cần tuyên lại mở một tờ báo cáo màu bạc, bên trên vẽ một lá cờ rách nát. Phái phá phong quân đi chân áp đám giặc cỏ này, đúng là lãng phí. Minh Đức Đế vẫn rất bình tĩnh. Về phần phía Bắc, cần tuyên lại mở một tờ báo cáo, trên báo cáo viết một chữ lôi lần này sắc mặt minh đức đế đã có vẻ căng thẳng, không nhịn được nhấn mạnh nói ngắn gọn. cần tuyên gật nhẹ đầu, lôi tướng quân nói bắc man là quân đội đáng sợ nhất mà hắn từng gặp, phải gấp 10 lần quân đội nam quyết, là binh đoàn hổ lang chân chính. cũng may lang gia quân được phái tới dũng mãnh phi thường, lại có quý nhân trợ giúp, đại quân bắc man có dũng mãnh hơn nữa thì từ lúc gia quân tới giờ vẫn không thể bước vào lãnh thổ bắc ly, mong bệ hạ cứ yên tâm. quý nhân, minh đức đế uống một ngụm trà trong báo cáo nói quý nhân tên là Quân Ngọc, tuy chưa bao giờ tới Hoàng Thành nhưng là đệ tử học đường, bái Lý Tiên Sinh làm thầy, xếp hạng đầu. Cần Tuyên đọc đến ba chữ, Lý Tiên Sinh, là dừng lại mất một chút. Là Lý Tiên Sinh à, mình Đức Đế cười nói, vị Lý Tiên Sinh thiên hạ đệ nhất này, cho dù đã biến mất lâu như vậy rồi mà dư uy vẫn còn. Thế thì phía Tây Bắc thì sao? Phía Tây Bắc cũng có thư đưa tới. Sau khi Cần Tuyên lấy ra tờ báo cáo quân tình thứ ba, tờ thứ tư lại là một bức thư nhăn nhăn nhúm nhúm, chữ viết trên đó như rồng bay phượng múa, khó lòng phân biệt. Phía Tây Bắc tuy được nhân sĩ võ lâm chấn thủ, nhưng vô song thành là võ thành mà Hoàng đế khai quốc ngự ban, vốn có chức vụ hộ quốc. Có điều, báo cáo quân tình này đúng là tùy ý. Mình được đế lắc đầu nói. Không phải vô song thành gửi báo cáo quân tình tới, mà là tư không trường phong của Tuyết Nguyệt Thành. Cần tuyên trả lời. Chu tước xứ, chẳng trách, Minh Đức Đế cười một tiếng, trên đó viết gì? Trên đó nói, đại quân ma giáo đã bị ngăn cản, chỉ có 5 người phá vòng vây đang lao thẳng tới Tiên Khải Thành, dặn chúng ta thủ vững hoàng thành, nhất định phải bảo vệ an nguy cho bệ hạ. Cần tuyên thì thầm, chỉ có 5 người mà thôi, chẳng lẽ còn vào trong hoàng thành giết chấm được sao? Minh Đức Đế nổi giận nói, cho cười. Trong 5 người, có một người tên là Diệp Đỉnh Chi. Cần tuyên trầm giọng nói. Báo, quốc sư cầu kiến, bên ngoài có thái giám hô to, tề thiên trần tay cầm phất trần không chờ bệ hạ đáp lại đã bước vào thư phòng. Bệ hạ, tề thiên trần cúi người. Quốc sư tới đây chắc là tính được thiên cơ, có người định xâm nhập hoàng thành giết chấm, mình đức đế khẽ nhíu mày. Vâng, mời bệ hạ vào thiên kiếm các tránh tạm, tề thiên trần nói. Mình đức đế lắc đầu, không. Tề thiên trần và cần tuyên đều sửng sốt. Quốc sư có thể tính xem còn bao lâu nữa thì hắn tới hoàng thành lấy mạng chấm không? Minh Đức Đế cười nói. Ngay trong hôm nay, Tề Thiên Trần trả lời. Được, Minh Đức Đế đứng dậy, nhẹ nhàng lắc tay áo, thế thì ta sẽ tới Thanh Vân Đài chờ hắn, hắn muốn giết chấm thì để hắn tới giết thử xem. Tề Thiên Trần lắc đầu nói, bệ hạ không thể tùy tiện như vậy được, người kia có võ công tuyệt thế đấy. So với Quốc sư thì sao? Minh Đức Đế hỏi. Hơn xa ta, Tề Thiên Trần thở dài. Thế thì so với Bạch Hổ Sứ thì sao? So với Thanh Long Sứ thì sao? So với Cần Tuyên thì sao? Minh Đức Đế lại hỏi. Tề Thiên Trần trầm ngâm trong chốc lát rồi trả lời. Trong Tề Thiên Trần, người duy nhất có thể đối phó được với người đó, chỉ có chọc Thanh Công Công. Người Trấn thủ Hoàng Lăng, không thể rời khỏi. Minh Đức Đế đi qua bên cạnh Tề Thiên Trần, ra tới ngoài cửa, cho dù tất cả các ngươi đều không đánh được hắn nhưng trong hoàng thành vẫn có hơn vạn cấm quân phòng ngự, các ngươi đều ở bên cạnh chấm, hắn làm sao giết được chấm. Vì sao quốc sư đại nhân không ngăn bệ hạ, cần tuyên hỏi đầy ẩn ý. Quốc vận hoàng thành không thể tổn hại, nhưng nếu bệ hạ cố ý nghênh địch, một khi lui bước, quốc vận sẽ bị tổn hại. Tề thiên trần lắc đầu đi theo. Thanh vân đài. Trên đài cao ở rìa ngoài hoàng cung, Minh đức đế đứng thẳng nhìn về xa xăm, từ cửa thành tới đây là hơn 20 dặm người nói xem liệu Diệp Đình Chi có đi qua 20 giam này được không? Bạch Hổ Sứ và Thanh Long Sứ đã ở cửa thành chuẩn bị cản hắn. Cần Tuyên nói, hai vị thủ hộ đều là cao thủ cảnh giới đại tiêu giao, chắc hẳn Diệp Đình Chi kia cũng khó lòng phá vây. Nếu tứ thủ hộ đều ở đây, chắc chắn hắn không vào được. Minh Đức Đế Hạ giọng nói. Ngoài cửa thành, Bạch Hổ Sứ đeo mặt nạ ác quỷ đang nằm đó, hai tay vắt qua đầu, nhìn về phương xa, chạy từ chỗ xa như vậy tới, chắc chắn là đang tụ thế, đến nơi này thì kinh lực sẽ phong thích. Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Thế sao ngươi còn ở đây? Thanh Long xử lý tâm nguyệt mặc áo đỏ cầm trường kiếm đứng bên cạnh bạch hổ, ta cứ tưởng trong bốn người chúng ta, ngươi sẽ là người rời đi sớm nhất. Ta nhận một đồ đệ, rất có thiên phú, ta cảm thấy cùng lắm chỉ 17-18 tuổi là sẽ lên tiêu giao thiên cảnh, là thiên tài trong thiên tài, cho nên ta ở lại. Bạch hổ sứ cười nói. Lý Tâm Nguyệt không tiếp tục đề tài này, trầm ngâm một lát rồi đột nhiên hỏi, người có tự tin sẽ cản được người kia không? Không tự tin gì, hư niệm công tầng thứ 9, lại hấp thu cả nội công của cựu chủ nhân Bắc Khuyết Nguyệt Phong Thành và Bách Lý Đông Quân, còn là truyền nhân của Vũ Sinh Ma, nghĩ thế nào cũng thấy đáng sợ. Một mình ta thì không có cách nào, nhưng có Lý Tỷ Tỷ ở đây, ta cảm thấy vẫn có một ít cơ hội. Hai người chúng ta liên thủ vẫn chỉ có một ít cơ hội. Đúng, một ít cơ hội, chớp mắt là qua, bạch hổ sư nắm chắc trường côn bên người, đứng bật dậy, quát lớn tới mức toàn thành đều nghe được hắn tới rồi. chương 325, lôi chỉ nhất bộ, cách xa ba dặm có một người đạp gió lao tới. Không phải năm người như trong báo cáo quân tình mà chỉ có một người. Đến nhanh thật, tâm kiếm trong tay Lý Tâm Nguyệt đã bắt đầu ngâm vang. Tâm kiếm có linh, nó đang sợ à. Cơ nhược phong cúi người, nâng trường côn trong tay lên. Không, là hương phấn, Lý Tâm Nguyệt lập tức rút kiếm, chỉ thấy một luồng kiếm khí như cầu vồng xuyên thủng mặt trời, xông thẳng lên tận tầng mây, đánh về phía Diệp Đình Chi ở cách xa ba dặm. Không, chỉ trong chớp mắt. Diệp Đình Chi chỉ còn cách có một dặm. Truyền nhân tâm kiếm của kiếm tâm trùng, Diệp Đình Chi cao giọng hét lớn, sau đó xuất quyền đánh tan kiếm khí kia, không hề dừng lại. Mạnh quá chẳng lẽ là thần du huyền cảnh trong truyền thuyết, Lý Tâm Nguyệt nhìn sang cơ nhược phong. Cơ nhược phong tay trái đỡ mặt nạ ác quỷ của mình, trầm giọng nói, không phải. Đây không phải thần du huyền cảnh nhưng cũng không phải tiêu giao thiên cảnh. Đây là cảnh giới bên ngoài tứ cảnh, là quân tà cảnh. Đó là cảnh giới gì? Lý Tâm Nguyệt nghi hoặc. Bên trên quân tà cảnh là quỷ tiên cảnh, là cảnh giới nhập ma đạo. Ta không nhắc tới là vì có quá ít người đạt tới cảnh giới này. Cơ nhược phong nắm chặt lấy trường côn, đột nhiên ta có một dự cảm. Dự cảm gì? Chúng ta không thể ngăn được hắn. Diệp đỉnh chi đã bước lên tường thành. Sau đó tường thành sập một nửa. Lý tâm nguyệt nhảy lên, tâm kiếm chém thẳng xuống. Cô không nghĩ mình có thể giữ chân diệp đỉnh chi, cho nên ngay khi xuất kiếm đã thi triển chiêu thức mạnh nhất của tâm kiếm tâm kiếm vạn thiên. Kiếm khi như nước thủy chiều chốt xuống. Một kiếm hóa thành ngàn kiếm. Dừng. Lý Tâm Nguyệt quát lớn. Cơ nhược phong cũng vung trường côn, côn tên vô cực, từng là trí bảo trấn sơn của Hoàng Long Sơn, một côn đánh ra không bờ không bến, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Diệp đỉnh chi chỉ cảm thấy kiếm khí kia ập tới rất nhanh, chỉ chớp mắt đã từ một kiếm biến thành ngàn luồng kiếm khí, từng luồng nối tiếp nhau không ngừng ập tới. Nhưng lại cảm thấy côn kia tới rất nhanh, chỉ đánh ra có một côn mà lại như đã trôi qua rất nhiều năm, chậm rãi như tan vào hư vô đây chính là kiếm tâm quyết của kiếm tâm trùng. Chỉ là một thanh kiếm, sao lại hóa thành ngàn thanh. Đây chính là vô cực côn của Hoàng Long Sơn. Côn pháp với nguyên ý là hỗn độn. Nếu năm xưa gặp được, sẽ thấy hết sức vinh hạnh. Diệp đỉnh chi nhắm hai mắt lại, giang hai tay ra, cao giọng hô, lên. Một luồng chân khí cực kỳ ngang ngược tỏa ra từ hai tay của Diệp đỉnh chi, hất tung kiếm khi bắn tới. Lý Tâm Nguyệt vung kiếm ngăn cản, rơi xuống một bên khác trên tường thành cơ nhược phong thu côn hạ xuống bên cạnh cô đúng là bá đảo không có binh khí không cần chiêu số chỉ dùng chân khí đối địch cái mặt nạ ác quỷ của cơ nhược phong đã từ một chia hai rơi xuống dưới đất để lộ gương mặt tuấn tú và mái tóc bạc trắng lý tâm nguyệt thờ hồn hền cố kiềm chế cảm giác tanh ngọt trong cổ nên bảo bệ hạ mau chóng rút lui không rút lui được trước mặt cao thủ như vậy ngàn vạn quân đội cũng chỉ để trang trí thôi cơ nhược phong trầm giọng nói bây giờ lý tiên sinh không có mặt tứ thủ hộ đã có hai người đi làng gia vương và lôi mộng sát cũng đi đánh trận qua cửa của hai người chúng ta thì chỉ còn đại tổng quản và quốc sư thôi diệp đình chi cũng hạ xuống trước mặt bọn họ hai người các ngươi rất mạnh cơ nhược phong nâng vô cực côn ta cảm thấy còn chưa đủ mạnh nếu không đã chẳng nhìn ngươi suy nghĩ cả nửa ngày mà không nghĩ ra bất cứ võ công nào có thể đối phó được với ngươi. Ta có chân khí hư nhiễm công tầng thứ 9 hộ thể, trên đời này không võ công nào có thể làm ta bị thương. Diệp đỉnh chi chậm rãi đi về phía cơn nhược phong, cho nên, dẫu ta có đứng yên ở đây không hề tránh né, ngươi cũng không có võ công nào có thể làm ta bị thương. Lợi hại thật, cơ nhược phong giơ một ngón tay lên miệng, cắn mạnh một cái, máu tươi chảy ra hắn quệt lên vô cực côn sau đó dậm mạnh xuống đất quốc sư khởi trận trong hoàng cung quốc sư tề thiên trần hất mạnh phất trần giơ hai tay lên đột nhiên vạch một cái bái quái trong khâm thiên giám sáu vị thiên sư đứng trên quan tinh đài cũng làm một động tác giống hệt tề thiên trần sau đó đồng thanh quát bái quái lý tâm nguyệt và cơ nhược phong lùi lại phía sau một bước tiêu tán trên tường thành như làn sương mù hay cho một đại trận Diệp Đình Chi hơi lạnh nói, Lý Tâm Nguyệt và CƠ Nhược Phong lùi lại một bước. Thực ra đúng là chỉ lùi một bước nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt Diệp Đình Chi đã rời đi, hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ. Đây là chập pháp của quốc sư và khâm thiên giám mà Lý Tâm Nguyệt hỏi. Đúng vậy, theo lời Diệp Đình Chi thì bây giờ hắn đã là đau thương không phá nổi, vạn vật không thể tới gần người. Cho dù chúng ta đều đạt tới cảnh giới đại tiêu giao nhưng vẫn không thể làm gì được hắn. Đối phó với loại người này, chỉ có thể dừng trận pháp vây khốn." Cơ Nhược Phong trả lời. "Đây là trận pháp gì?" Lý Tâm Nguyệt hỏi. "Tỏa Quỷ trận, còn có tên là Lôi trì." Cơ Nhược Phong nói đầy ẩn ý, trận này không nhốt được người bình thường, chuyên nhốt lại người nhập ma đạo như vậy. Ác quỷ vào trận, tâm thần sẽ lạc lối, có đi thế nào cũng không thoát khỏi cảnh vây khốn này. Hắn sẽ nghĩ tới chuyện tuyệt vọng nhất cuộc đời này, hơn nữ ảo giác sẽ lặp đi lặp lại chuyện đó cuối cùng không chịu được nỗi tuyệt vọng trong vòng lặp vô tận đô mà tự sát. Lý Tâm Nguyệt khẽ thở dài, đây là không dám vượt qua lôi trì một bước mà mọi người vẫn nói đấy à. Đúng, vì bên ngoài lôi trì là chính đảo, hắn nhập ma đảo, vốn đã e ngại thứ này, cho nên hắn không thể ra khỏi trận này. Cơ nhược phong nhìn sang phía hoàng cung, vô cực côn của ta và bạch vũ phất của quốc sư đều là trí bảo đạo ra. Chúng ta bố trí tòa quỷ trận, không ai phá được. Lý Tâm Nguyệt ngẩng đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi đang trong sương mù, khẽ nhíu mày, hình như hắn đang nhìn chúng ta. Cái gì? Cơ Nhược Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kinh ngạc. Chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi bước từng bước một về phía trước, trực tiếp bước ra khỏi sương mù, hắn nhìn Cơ Nhược Phong, lạnh nhạt nói, trận này ta phá rồi. Hắn lại vùng ống tay áo, sương mù tiêu tán. Trong hoàng cung, Tề Thiên Trần lùi lại một bước, trong Khâm Thiên giám, sao vị thiên sư không được tốt như vậy, tất cả đều hộp máu, ngã quỵ dưới đất. Cơ nhược phong cũng lùi lại phía sau ba bước, không thể nào. Diệp đỉnh chi mặt không biểu cảm nhìn cơ nhược phong, người nói đúng, ta đã nhập ma đảo, nhưng ta vốn không e ngại thứ gọi là chính đạo. Hơn nữa, chuyện tuyệt vọng nhất trong cuộc đời này ư, ngày nào ta cũng hồi tưởng lại chứ không phải từ lúc mới bước vào trận pháp này. Lý Tâm Nguyệt nâng tâm kiếm, nhắm mắt lại. Nhập, kiếm tâm phù lục được vẽ trên vô cực côn đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu đỏ yêu dị cơ nhược phong cắn răng nói xem ra phải động thù thật rồi phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn